Hello các bạn, Hami đã trở lại đây. Hôm nay video clip mà Mi muốn dành tặng cho các bạn sẽ là video clip giới thiệu về những bước trang điểm cơ bản dành cho những người mới bắt đầu trang điểm. Ví dụ như là kiểu chân mày ngang, kiểu chân mày xích, mắt xích và mắt nghe hơi tự nhiên. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và bình luận ở dưới là các bạn thích kiểu makeup nào hơn nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem video clip của mình. Bye bye.